Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Sếp ơi, sếp ủng hộ Trump đi. No, never. Ông Trump làm tổng thống, sếp bài gì vậy nè? Sếp sống luôn. Ok. Sếp có vô không? Yes, mùa này mà nếu mà trong cái đảng của ông Bernie Sanders với Clinton đó, là đảng Dân Chủ đó, khi mà họ đánh lộn với nhau đến tiểu bang Cali thì sếp sẽ đi tham gia bầu cử trong đảng. Sếp đang ủng hộ ông Bernie Sanders mà ông đang thua, rồi sếp cũng hơi buồn quá. Sếp ơi, Trump hứa làm tổng thống sẽ ủng hộ Nga và hạn chế Trung Quốc đó. Ông nói vậy thôi chứ ông không có đủ khả năng để làm tổng thống đâu. Ông đó, ông nói cái kiểu sao ta? Lỗ mãng của ông. Dạ, lỗ mãng. Yes. Sứ ơi, sao Mỹ nhiều vụ khủng bố thế mà họ không có luật cấm dùng súng? Cái tại vì cái đó là trong cái hiến pháp của nước Mỹ, hiến pháp của nước Mỹ đầu tiên á, là dân được tự do ngôn luận, thứ nhì nữa dân được mang súng hoặc là được mua súng. Và cái đó trong hiến pháp của nước Mỹ hồi xưa mà thời cách mạng tới bây giờ đó. Cái điều đó bây giờ người ta cãi cổ với nhau hoài luôn hả? Họ nói là cái đó lỗi thời rồi cho nên không có nên bỏ súng, tại vì cái đó từ đó giờ. Còn nhiều người nói ôi bây giờ là modern rồi, không cần súng ống này kia. So hai bên, bên Mỹ bên ủng hộ súng, bên chống súng, hai bên cứ gây lộn với nhau hoài luôn. Cái chuyện này không có giải quyết đâu. Nó dứt dính trong cái hiến pháp của nước Mỹ rồi, so gỡ ra bây giờ khó được lắm. Yeah, nước Mỹ sức cũng đang bực bội cái vụ mà xả súng mà buồn lắm. Mỗi tuần là nghe hả? So, sếp cũng chán nản người Mỹ lắm. Nhiều khi sếp thực sự càng lớn lên sếp cảm thấy người Mỹ càng ngày sau kém thông minh quá. Hồi xưa sếp thấy người Mỹ chắc nước Mỹ cũng văn minh mà càng ngày sếp thấy nước Mỹ sao kỳ quá. So, càng ngày trong cái ánh mắt của sếp sếp thấy người Mỹ sao kém thông minh quá. I have no idea why. Có nhiều cái điều mà trong xã hội sếp thấy nước Mỹ sao nó quê mùa quá. Sếp sợ IS không? No. Các bạn đừng có lo IS gì đó. Một năm IS giết bao nhiêu người? Right. Bao nhiêu người mà nước ngoài? Ít hơn. Một năm đụng xe chết mấy người, một năm say rượu đụng xe chết mấy người, một năm giang hồ chém nhau mấy mạng. Này kia cho nó. So, một năm mấy người bị sida chết, mấy người bị ung thư với lại bị hút thuốc, thuốc lá hoặc là sốt rét. Yeah, so, no, IS, mình thấy báo chí nó nói quá đáng thôi, thật sự đâu có nguy hiểm trong xã hội đâu. I got really freak out. Dịch là gì? Freak out là khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng tâm hồn. Ok, cái chuyện cái gì đó mà làm cho mình giật mình đó Tuấn Anh. Mình hết hồn, mình quải lên làm như mình thấy người yêu mình nắm tay với một anh chàng khác. Cái mình thấy oh my god, chết tôi rồi. Cái mình giờ tự giận, ok. So you got freak out là vậy đó. Freak out là mình khủng hoảng lên tâm thần mình. Tôi đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. I fall in love with you at first sight. I fell in love with you at first sight, đúng không? Yeah, I fell in love with you at first sight. Okay. All right. Ý là hàng ngày ai chết cái chết đâu cần nhờ tới assist đâu rồi. Yes, đúng rồi. Yes. Oh God. Yeah, nhiều khi sẽ thấy báo chí cũng hơi quá đáng nữa. Các bạn phải biết rằng các bạn khi đọc báo chí, please các bạn nhớ nha. Báo chí lúc nào cũng làm các bạn sợ hãi hết á. Ok. Cái chủ yếu của báo chí á là làm cho các bạn ở nhà để đọc báo chí tiếp. Nó không có muốn các bạn đi ra ngoài. À, tại vì bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ. Cái chuyện nhỏ thì nó làm to để cho các bạn sợ. Cái chuyện không có, cái chuyện quan trọng nhất thì họ không có nói, mà họ nói cái chuyện mà hào hứng không à. So, yeah, phải cẩn thận, đọc báo cũng hơi vui, thời sự mới này kia nọ, tin đồn với nhau, cũng được. But, đừng có sợ lắm.
Alright, hình như nước Mỹ có tờ The Times nổi tiếng lắm hả? No, The Times của bên Anh mà, London Times hình như cũng nổi tiếng. Ở bên Mỹ có New York Times hay. Rồi, she dances more beautifully than I, đúng. Than me, đúng không? Than I, đúng. Than I, yes, than I, đúng rồi đó. Yes, than I. For đọc là fell hay fall. Oh, for. For vậy đó. Okay. False. Yeah, đọc là false. Nín hơi lại nha. False, cái nín hơi lại. False. Okay. Yeah. So, phát âm gì này nha, Thanh? False. I say false. Yeah, false. Cái này là fail. Fall. Fault. Hoặc là nữa cái chữ S thì false. Okay. Hình như chữ này với chữ này nè, đồng âm. Fail với lại fail. Fail, yeah, fail đồng âm, yeah. Rồi, cảnh sát đi xe đạp bên Mỹ gọi là gì? Không, cũng là cảnh sát xe đạp nữa, không gì đó. Just police thôi hả? Yeah, tại họ cái ngày đó họ họ đi xe đạp là như trong công viên hoặc là ở trên bãi biển. Dạ thầy. So I guess cảnh sát xe đạp thì nó là police on bike vậy thôi à, không gì nữa. Police on bike. Cái chữ này là fork. Four, cái chữ này là or. So four, fork. Okay. Say codependent là gì? Sure, co tiếng tiếng Latin, cái gốc của Latin nó nghĩa là với, chung nhau. Dependent là nhờ cậy, codependent là nhờ cậy chung nhau. Ok, dependent là nhờ cậy, so codependent là nhờ cậy chung nhau. Ví dụ một cái người ví dụ mình là cha mẹ thì đứa con của mình là codependent, là cái họ nhờ cậy mình để cho họ sống vậy đó. So cái người nào mà nhờ cậy cái người khác để sống, để làm cái gì đó thì codependent. Alright, xin lỗi, phát âm chữ leader. Alright, so chữ leader, cái chữ này hả là, chữ này là leader. Yes, leader với lại leader. Nào, người Mỹ phát âm cái này giống nhau. Leader với lại leader, hai cái âm nó same. Người Anh, leader với lại leader, phát âm khác nhau. Người Mỹ, cái chữ T họ hay phát âm thành chữ D lắm. Nếu cái đó là chính giữa cái chữ nguyên âm. Ok. Câu này đúng không? I fell in love with you at first sight. At the first sight. At the first sight. Ok. Mẹ tôi dữ hơn cô giáo nói làm sao? Okay, my mom is meaner than the teacher. Okay, so what? Right. Chịu được áp lực cao, nói là áp lực cao. Okay, so nó là yes, to withstand, withstand high pressure. Withstand high pressure. Right. Co-environment, cái từ này có thể từ ghép này kia cái nọ, tùy theo ngữ cảnh mình mới hiểu lượng đó. Chứ từ này co-environment nhưng hình như không có riêng. Spectator với lại audience khác nhau như thế nào? Right. So, nó như vậy nè. Cái chữ spectator, spectator, cái từ cái gốc của nó là của cái Latin là specere. Specere là để cho thấy. Spectator là cái người xem, cái khán giả xem, cái đó là spectator. So spectator thường khi dùng cho cái người mà coi thể thao ở ngoài hoặc là cái đám đông mà nhìn coi cái biểu diễn gì đó là spectator. Okay. Audience, cái gốc của Hy Lạp. No, hình như cũng Latin nữa. Audi hoặc là audio là nghe. So an audience là cái khán giả nghe.
Nào hai cái này nó lẫn nó không có chia ra biên giới cho rõ. Ví dụ mình coi phim thì audience, mình nghe nhạc, mình cũng là audience nữa, trong khán giả nghe nhạc, right? So nói chung như vậy, thể thao hoặc là ngoài trời hoặc là một cái cảnh biểu diễn mà bự to là spectator. Còn trong rạp, biểu diễn sân khấu trong rạp này kia thì audience, hai cái đó nó khác nhau như vậy. Nếu mà mình muốn chia ra cho rõ là như vậy. Ok, is that okay? Alright. Oh, withstand hả? Hai, ok, withstand là hai chữ, right? No, một chữ, withstand, sorry, yes, withstand một chữ. So, cái chữ so nó có hai nghĩa. Ok. Lưỡi cưa hay là cưa nó, hành động cưa cũng là so nữa. Supermarket có nên cong lưỡi âm R sau âm A không? Supermarket. No, không có, đâu cần đâu, chỉ cần bờ không à. Super, yeah, per, supermarket. Ok, so supermarket, như thế. Không có quan trọng cái âm đó lắm. Gain my trust là Đang Tuấn hỏi gain my trust là sao ta? Được cái sự tin cậy của tôi. Yes, được cái sự kinh tin cậy của tôi. Ok. Suy nghĩ ông Trump thắng không? À không. Những người thích ổng hình như actually ok, để sẽ kỳ thị đi xíu, những người thích ông Trump á, là những cái người mà không có cẩn thận về cái chính trị, họ không suy nghĩ về chính trị nhiều, với lại trình độ họ hơi hiểu hơi thấp tí xíu. Người Việt mình ủng hộ Trump hả? Really? Ai? Sao tôi có biết người Việt nào ủng hộ Trump? Sĩ ơi, chữ wanted mình dùng là wanted hay là want, à nói nhanh nha, là want, nói chậm là wanted, nói nhanh là wanted, giống như chữ dây nịch như đó, wanted. Ok. Alright. Anh ấy bị rớt xuống núi. What? Rớt xuống núi là làm sao? What? Audi là hãng xe của Đức, yes. Yes. Siết thử nói anh ấy rất phong độ bằng tiếng Anh đi. Anh ấy rất phong độ hả? Tiếng Anh không có phong độ. Yes, he's very handsome. Như thế hả? Yeah, I guess he's very handsome. So rớt xuống núi hả? I guess fell down the mountain. Fell down the mountain. Mà người Mỹ không nói fell down the mountain. Tại vì cái núi nó đâu có phải là một cái gì mà nó thẳng băng để mình rước nó xuống đâu, cái núi nó đi làng làng xuống dưới rồi. So người Mỹ á nó là he fell off the cliff. Cái cliff như cái hố vậy đó. Làm như giữa cái xa lộ mà các bạn lái lên núi đó, các bạn từ xa lộ mà các bạn chòm cái đầu xuống cho bạn thấy cái người ta chấn nó xuống đó. Yeah, so fell off the cliff, you know. In another life là trong cuộc sống khác. Yeah, vậy thế hả? Trong cuộc sống khác. Chứ không có nghĩa gì nhiều hết. Từ post office đọc bình thường như sao? Ok, post office. So, post office. Cái âm T bỏ ra. Nó không có quan trọng bằng cái âm S nha. Marie. So, post office. Yes. À, bạn em ở Mỹ nói ông Trump nói chuyện như dân bán cá. Đúng rồi, yes. Bạn đã nói đúng. I agree. Fair ability, xin không biết fair ability đấy chứ chưa thấy họ dùng bằng như vậy. Phát âm save với lại safe, nhưng sao một cái âm V một cái âm F thôi, save với lại safe, cái âm kia là F một cái, so safe, you save, I guess you save nó ngắn hơn ha, safe, you save, yeah, so you save nó dài hơn, với có âm V, cái chữ safe thì có âm F mà nó ngắn hơn. Trăm N12 hỏi. Okay. Từ pet có thể dùng cho người không? Yes, cái từ pet đó, dùng cái này từ xưa cổ điển, hồi xưa vợ chồng gọi với nhau là như là honey vậy đó. Bây giờ là honey, hồi xưa là pet. Pet là như người Anh dùng nhiều hơn người Mỹ. Yeah. Ngoài ra pet là thú cưng nữa. Cũng được, teacher's pet, yeah, là một cái học sinh mà được mà cô giáo cưng á, cái người học sinh đó là như thích cô giáo cũng thích người đó này kia nọ, yeah, so pet, yes, hello sick pet,
Không cần, chỉ cần pet thôi. More là my pet. Hello, my pet. So người Anh hồi xưa họ gọi vợ chồng của họ là my pet. Sig, stuff nghĩa là sao? Stuff là đồ đạc thôi. Mấy cái đồ đó này kia kia nọ. Okay. Stuff. Kevin Fee từ đó. Từ này có mấy âm đọc? Brochure, hai âm. Brochure. Cái chữ này. Brochure. Các bạn phát âm nó sure nha, không phải là brochure, cái nó là brochure. Mina nói ý là past simple, lúc thêm ed ở những chữ có âm t cuối âm thì cái biến thành d không? No, không có thành d, no, không có. Wanted, so cái âm cuối đó là âm t đó, mình cộng ed nó là thiệt, nó phát âm là thiệt. Okay. Wanted. Brochure là cuốn sách mỏng mà no. Brochure là một cái miếng nó quảng cáo hoặc là cái miếng nó nói về cái gì đó, về chương trình gì đó, một cái miếng giấy nói về chương trình gì đó hoặc là hướng dẫn gì đó, like a brochure. Actually, không phải hướng dẫn, cái miếng mà nói về cái gì đó, từ cái máy lạnh, lò sưởi đến đến cái về băng nhạc hôm nay trình bày như sao này kia, đó là brochure. Nó như là tờ rơi vậy đó. Yes, đúng rồi đó. Yeah, ok, rồi. Vậy cái đó là brochure. Sơ ơi, công việc chính của bạn là gì ở cơ quan bằng English? Ok. What is your position at work? Ok. What is your position at work? Well, what is your position at your company? Okay. Me see. Jimmy, IT, anonymous. Cái chữ này đọc là anonymous. Okay. Anonymous. Client, khác với lại customer. Nói như sao? Ở khác nhà chỗ nào? Right. So a customer đó là cái người mua, người khách hàng của mình. A client thường khi là người khách hàng mà nhờ phục vụ của mình. Okay. A customer có thể mua món đồ của mình. A client có thể mua cái phục vụ của mình. Là nói chung nếu mình bán á, cái món vật gì đó là cho customer mà mình cho phục vụ á, người ta trả tiền mình làm phục vụ cho họ là a client. Ok. Đấy, nói chung là vậy. Góp phần vào sự phát triển, nói làm sao? I guess it's contribution to the growth. Đó, cái đó đó. Có brochure không? No, it's brochure. Yes, brochure, ok? Không có brochure, no, it's brochure. Phân biệt dùm hay từ này large với big, cái nào cũng được đó. Same, big, large cái gì cũng được đó. Cái gốc nó khác nhau thôi. Nghiêm trọng quá vấn đề, tiếng Anh là gì? Too serious, I guess. Vậy đó hả? Nghiêm trọng quá. Yes, too serious. Như, thế nào? Ok. Là thế nào? Guess thì là thế nào? Ok. Guess cái này thường khi dùng á, là cho nhà hàng hoặc là hotel. Hotel á, tại vì hotel người đó ở trong cái nơi của mình mà lâu, cho nên cái đó là guest, là họ là khách. So hotel là không phải người mua hoặc là không phải nhờ phục vụ của mình, tuy rằng cũng có nhờ phục vụ mà họ ở với mình, cho nên hotel hay kêu cái người mà khách hàng của họ là guest lắm. A new large means very big. No, same. Hai cái đó, large big cái gì cũng được đó. Yeah, it's same. Contribute to the development. Yeah, that's fine. Yep, cũng được đó. Yep.